Xin chào cả nhà, ngày hôm nay em đi khám thai và đi qua có một cây hồng rất là đẹp nên là quay lại review đến mọi người. Đây là một cây hồng trắng và thuộc họ tầm xuân. Bông nó khá là nhỏ và đã nở được khoảng nửa tháng rồi mà vẫn nở liên tục như thế này. Có khá là nhiều ong mật đến đây. Ngày hôm nay thì sau bao nhiêu ngày bây giờ em mới đi khám thai được. Tuần trước thì em có lên trên núi hái rau và khá là có những cái triệu chứng rất là lo lắng, ví dụ như là đau bụng này, rồi thấy người nó không được khỏe, thỉnh thoảng thì thấy có vẻ là cái bụng nó cứ răm răm đau này, rồi cũng rất là mệt mỏi nên là cũng rất là lo lắng. Tuy nhiên thì cái tuần ở trên núi đó đã có một ngày lịch là đi khám nhưng mà đã không đi được. Sau cái ngày lịch đi khám đó thì về đến đây là em có đi khám ngay. Tuy nhiên thì bác sĩ không phải lúc nào cũng ở bệnh viện, vì vậy là lại phải đặt lại lịch và đến ngày hôm nay mới đi khám được. Bác sĩ ở đây thì đi khám thai thì là chuyên một bác sĩ, và lần nào mà muốn đến khám thì người ta sẽ đặt lịch trước cho mình, có thời gian và mình chỉ cần đến đúng vào cái thời điểm đó. Có những cái lúc phải đợi khá là lâu. Bệnh viện này là bệnh viện khá là lớn, vì vậy là có lần thì em phải đợi mất khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ mới được khám. Bệnh viện ở Hàn Quốc thì ở đây cũng có rất là nhiều những bệnh viện có thể khám thai. Tuy nhiên thì đây là bệnh viện mà em đã thụ tinh nhân tạo, vì vậy là cũng khám thai ở đây luôn và không có đổi bệnh viện. Và ngày hôm nay thì sẽ đi kiểm tra xem là bé được bao nhiêu tuần và phát triển như thế nào. Và hy vọng là bé khỏe, mẹ khỏe. Và chia sẻ thêm đến mọi người về cái tình trạng bầu bí. Bầu bí thì bây giờ theo bác sĩ nói là được khoảng 9 tuần, thì hơn 2 tháng một chút, và em thì không có bị nghén. Theo cái việc ăn uống và cái việc không bị nôn nọe, rồi em ăn ngủ thì cũng khá là tốt. Và trước khi mang bầu thì là 55-56 kg, bây giờ thì tăng lên đến 59-60 kg rồi. Mới có 2 tháng mà em tăng chắc là khoảng 3 kg. Theo cái tỷ lệ tăng cân như thế thì nó khá là nhanh. Và ăn uống thì bây giờ lên điều độ lại và ít ăn những cái đồ béo, ít ăn tinh bột. Hiện nay thì em đa số là ăn nhiều rau quả, ví dụ như là quả nào có nước em ăn rất là tốt. Và cái hiện tượng thì nói không mệt thì cũng không phải mọi người ạ. Nếu mà bầu bí thì thực ra là ai cũng có những cái sự mệt mỏi riêng của mình, và cái tâm lý nó cũng thay đổi rất là nhiều. Ví dụ như là cái tháng đầu tiên khoảng 3 tuần đầu thì bụng nó sẽ đau âm ỉ và nó rất là mệt mỏi, người nó không có nhiều sức lực. Vì vậy là 3 tuần đầu thì em cũng nghỉ ngơi rất là nhiều, đa số là cũng ở nhà và làm những công việc nhẹ nhàng ở trong nhà thôi. Và sang đến tháng thứ 2 là từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 8 thì vẫn thấy mệt, và bụng nó bị một cái hiện tượng đó là phình ra, giống như là bụng nó trương lên, nó căng lên, sau đó là lúc nào mình cũng cảm giác là bụng mình rất là no. Và bụng no như thế thì ăn uống thì chỉ được ít thôi, xong rồi cảm giác rất là khó chịu, có nghĩa là cái cảm giác khó tiêu khi mà mọi người ăn cơm và mà bụng nó đầy hơi khó tiêu, đúng là kiểu cảm giác như thế. Và mới có được 2 tháng mà bụng em lúc nào nó cũng căng tròn lên, rồi nó to ra, cảm giác như là người ta bầu 5 tháng như vậy. Và em cũng cảm thấy lo lắng và cũng đi hỏi rất là nhiều người, không biết là mình có phải bị làm sao không. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều bà bầu chia sẻ rằng đấy là một cái hiện tượng khá là bình thường. Khi mà bầu thì cũng có nhiều người bị cái hiện tượng phình ra như thế. Và cái hiện tượng khó tiêu, táo bón thì thường xuyên xảy ra. Đặc biệt là em có cái tiền sử bị trĩ lội. Vì vậy là cái thời gian mang bầu này cũng khó khăn hơn rất là nhiều. Dạo này thì em hay ăn các cái loại thực phẩm dễ tiêu như là khoai lang, hay là táo, lê này, rồi ăn hoa quả như là cam. Thì cũng ăn hoa quả nhiều và uống nhiều nước. Tuy nhiên thì cái tình trạng cải thiện nó cũng dần dần tốt lên. Và ở cái tháng đầu tiên ấy, táo bón rất là nặng. Tuy nhiên thì bây giờ cũng giảm bớt và bình thường lại rồi. Hiện nay thì đến tuần thứ 9 thì thấy cơ thể nó khỏe hơn, người nó hoạt bát hơn, cảm thấy có sức khỏe hơn mọi người ạ. Ở những cái tuần đầu ấy thì mình thấy nó hơi khó vận động, là người nó nặng nề một chút. Và cái tâm lý thì hay cáu gắt và rất là dễ nổi nóng. Ví dụ như cái việc gì mà nó không vừa ý hay là thấy khó chịu là rất là dễ cáu gắt và mắng chồng. Thì đấy là một trong những cái tâm lý rất là hay biến đổi.
Vì vậy là nếu mà anh nào mà có vợ bầu, đặc biệt là bầu tập 1 thì nên quan tâm nhiều hơn một chút. Tại vì rất là có nhiều biến đổi về sinh lý, về tâm lý và hay cáu gắt. Chồng em thì cũng làm việc vất vả nên là nhiều khi mà vợ hay cáu hay là cảm thấy khó chịu thì chồng cũng khó chịu theo. Thì đôi khi chồng cũng mệt cho nên là cũng không có chiều theo ý vợ. Nên là hai vợ chồng cũng hay xô xát và cãi cọ rất là nhiều. Những cái ngày bầu bí như thế này thì thực ra em cũng không có đi làm gì nhiều. Lúc nào mà giúp được chồng cái gì thì tranh thủ ra ruộng làm những cái việc nhẹ nhàng như là nhổ cỏ này, rồi dặm cây, hay là làm việc vận động thôi, gọi là tập thể dục. Chứ còn việc nặng thì cũng không có. Tuy nhiên thì nếu mà ra ruộng thì chắc chắn là cái việc nó hơi mệt một chút thì nó cũng có. Nhưng mà ở nhà thì nó cũng khá là bí bách. Và đôi khi thì mình thấy không vận động thì thấy cơ thể nó cũng cảm thấy giống như nó bị tù túng ấy nha mọi người. Ra ngoài thì sẽ thấy thoải mái hơn, thấy không khí mát lành này, rồi cây cối rất là nhiều, chim líu lo nên là thấy vui vẻ hơn rất là nhiều. Em thì hôm nay đi khám thì toàn đi một mình thôi, chồng em không có thời gian để đi cùng. Từ lần đầu tiên đến bây giờ, lần này là lần đi khám thứ tư rồi, nhưng mà chồng cũng chưa có lần nào đi cùng cả. Đôi khi thì có nhiều người nói rằng như thế cũng khá là tủi thân đúng không ạ? Đến bệnh viện thì thấy người ta đi cùng với chồng rất là ríu rít, nhưng mình cũng có một mình thôi, nhưng mà rồi cũng quen. Hoàn cảnh của mỗi người thì khác nhau. Có những người thì chồng họ có điều kiện, có thời gian thì mới đi cùng. Như chồng mình thì bây giờ còn đang ở ngoài ruộng, đang làm việc rất là vất vả. Không thể có cái ý kiến rằng là anh phải về đi khám bầu với em đúng không ạ? Và những cái việc này thì nó rất là đơn giản. Đối với em thì phụ nữ đều có thể làm được. Và khi mà chúng ta nghĩ một cách tích cực hơn và suy nghĩ cho chồng thì tốt nhất là nên tạo điều kiện làm thế nào để chồng con được vui vẻ và hạnh phúc. Là một người Việt Nam và mang bầu đang sinh sống ở nước ngoài nên cái việc ăn uống nó khá là hạn hẹp so với ở trong nước. Ở bên Hàn thì đồ ăn nó không có đa dạng như ở Việt Nam. Tại vì nước ôn đới và có rất là nhiều những cái văn hóa ẩm thực nó khác. Ví dụ như mùa này ở Việt Nam đang rất là có nhiều sầu này, măng cụt nghe là đã thấy thèm rồi. Thực ra là nghĩ đến về Việt Nam mà ăn bao nhiêu cái loại hoa quả ổi, xoài, măng cụt sầu riêng này, rồi mãng cầu vân vân ở mây đúng không ạ? Ở bên Hàn bây giờ thì chỉ có dưa hấu, rồi lê, táo. Tuy nhiên thì những cái đấy thì mình ăn quanh năm rồi, cho nên là bây giờ bầu bí thì cảm thấy những cái món Việt Nam nó rất là ngon. Nghĩ đến cái mùi vị cảm thấy rất là thèm. Tuy nhiên thì cũng không có tiền để mua. Và có mua được thì ăn nó cũng không có ngon. Ví dụ như là ở siêu thị họ sẽ bán 5 quả mãng cầu, 5 quả măng cụt nhỏ xíu giá là 200.000 Việt Nam đồng. Tuy nhiên thì mua về không phải là 5 quả mà được ăn cả năm, mà có thể nó bị hỏng mất 2 quả hoặc 3 quả. Chỉ ăn được 1-2 quả thôi, cho nên là mình thấy cái giá tiền đó nó rất là đắt. Hiện nay thì em bầu bí em cũng không có đi làm được nhiều. Kinh tế thì cũng phụ thuộc hết vào chồng, cho nên là mọi thứ cũng phải tiết kiệm một chút. Ăn uống thì cũng phải suy nghĩ làm sao để cho nó đầy đủ, nó khoa học và nó đỡ tốn kém. Thịt cá thì chỗ em nó thuộc về vùng núi, và hiện nay thì ở Hàn Quốc cái văn hóa mua hàng ở siêu thị rất là nhiều. Đặc biệt là thịt thì đa số là thịt họ để lạnh hoặc là đông, chứ không có thịt tươi rói như ở Việt Nam mình. Ví dụ như ở Việt Nam mình muốn mua con gà thì ra chợ họ thịt nó rất là tươi. Tuy nhiên ở đây thì họ thịt xong 1-2 ngày ở trong tủ lạnh rồi thì ăn nó sẽ không có ngon như vậy. Và nó cũng có thể chất lượng thì giảm bớt một chút. Cá thì đa số là cá đông lạnh hoặc là cá ướp muối hoặc cá khô. Chứ còn cá tươi thì ở trên núi nó rất là ít, nó không như là vùng gần biển. Ở vùng gần biển thì hiện nay đang vào mùa cá, họ bán cũng rất là nhiều, tươi, sống. Tuy nhiên chỗ em thì nó xa, nên là cái vấn đề ăn hải sản nó cũng hơi khó khăn một chút. Đồ ăn thì bây giờ đa số mỗi lần mà đi siêu thị ấy mọi người, một ngày mà mua ít nhất thì cũng khoảng 20.000 won, nhiều thì 40.000 won. Ví dụ như gặp cái hoa quả gì mà mình muốn ăn ấy, mua thì bây giờ không phải là cái mùa rẻ. Ví dụ như mua 10.000 won thì chỉ được 6 quả táo thôi chẳng hạn. Thì về ăn cũng được khoảng 3 ngày là hết rồi. Một ngày hiện nay ở Hàn Quốc thì tiêu trung bình khoảng 20.000 won, 400.000 Việt Nam đồng. Thì ăn hai người ở gọi là cái mức gọi là vừa đủ thôi. Còn nếu mà muốn thoải mái ra thì ăn tốt hơn một chút thì phải khoảng 30.000 won. Hai người
ăn một tháng thì tính ra cũng phải mất khoảng 700-800 ngàn won tiền thức ăn. Đấy là chi tiêu cũng tiết kiệm rồi đấy ạ. Còn nếu mà nhà nào mà ăn uống thoải mái hơn một chút thì một tháng phải hơn 1 triệu won tiền thức ăn không ấy mọi người ạ. Cho nên là rất là nhiều người cứ hỏi là chi phí ăn uống ở Hàn Quốc hiện nay như thế nào. Thì một tháng tiêu ít nhất thì cũng khoảng 20 triệu Việt Nam đồng tiền ăn em uống. Em đi bộ đến bệnh viện, đây là bệnh viện mà em đang khám thai ở đây. Đây bệnh viện này thì là thuộc gọi là bệnh viện lớn ở một thành phố. Ở Hàn Quốc không chia cấp bậc bệnh viện ra từ trạm xá y tế rồi đến bệnh viện nhỏ, bệnh viện lớn. Và cái khoa mà em khám là cái khoa ở bên này, khoa sinh sản. Đi bộ, trời nắng ấy khá là nóng. Thở hổn hển cả nhà. Đến nơi thì đầu tiên là phải đi đăng ký khám. Tham gia kiểm tra cơ bản gồm có đo huyết áp này. Kéo tay lên mãi trên cùng xem huyết áp ngày hôm nay là bao nhiêu đây. Mọi người thì đợi đây khá là đông. Lần trước em đến em phải đợi mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Huyết áp là 163 và 93. Sau khi đo huyết áp thì đo cân nặng tổng là 60kg. Trừ mũ quần áo thì chắc là khoảng 59kg mọi người ạ. Bác sĩ đi khám thì thường khám vào những ngày chỉ định. Vì vậy là mỗi ngày bác sĩ khám sẽ rất là đông bệnh nhân. Và ngồi đợi khoảng hơn 1 tiếng bây giờ em mới được vào khám. Siêu âm và có tiếng tim thai nghe rất là lần vui. Lần này thì siêu âm ở trên ổ bụng. Và bác sĩ ấn rất là mạnh và kiểm tra rất là lâu. Tổng thời gian siêu âm khoảng 10 phút. Và họ nói là cần phải kiểm tra kỹ xem là có dị tật hay là có những cái vấn đề gì hay không. Và em thì cũng thấy khá là khó chịu vì bụng thì cứ liên tục ấn cái máy siêu âm. Tuy nhiên thì em cứ nghĩ là bác sĩ họ siêu âm như thế là họ biết cách và như thế thì nó mới nhìn rõ. Thì mình cũng không ý kiến gì. Và khi về nhà thì cũng thấy khá là khó chịu ở bụng và buổi tối thì bụng nó cũng đau hơn một chút nên là rất là lo lắng. Em bé thì bây giờ khám thấy sự phát triển và mọi thứ thì bình thường. Và ngày hôm nay thì sẽ kiểm tra và làm một cái xét nghiệm lần đầu tiên. Ở Hàn Quốc khi mà đi khám thai thì sẽ download một cái app ở trên điện thoại. Sau khi đăng nhập thì tất cả những lần khám thai kết quả sẽ được chuyển về app. Và những cái video siêu âm thì đều có ở trong app và có thể theo dõi rất là dễ dàng. Hôm nay sẽ làm bước kiểm tra đầu tiên. Cân nặng là 59kg. Và đây kiểm tra interest test lần 1. Và sau 4 tuần sau thì sẽ đi kiểm tra lần 2 các bạn ạ. Bé bây giờ được 11 tuần 3 ngày, 45,8mm. Tổng chi phí khám thai ngày hôm nay là 327 ngàn won. Và sau khi được khuyến mại thì phải trả tổng là 156 ngàn won, tương đương với khoảng 3 triệu Việt Nam đồng. Vậy là em vừa mới thực hiện khám thai xong. Kết quả thì cũng rất là ok. Và cái thời gian, cái lúc mà siêu âm nó rất là lâu mọi người ạ. Chắc là phải siêu âm đến 3-4 phút ấy. Cái chị y tá liên tục ấn rồi xem. Người ta nói đấy là kiểm tra dị tật qua cái hình ảnh, qua cái việc siêu âm đó thì nhìn xem có cái điều gì khác biệt ở hình ảnh siêu âm hay không. Và hôm nay thì đi lấy máu và lấy nước tiểu để xét nghiệm lần đầu. Và 4 tuần sau thì lại đến đây và tiếp tục xét nghiệm máu và nước tiểu lần thứ hai. Và lần này xét nghiệm thì họ phải lấy đến 5 cái xi lanh máu rất là to. Trời ơi, rút liên tục. Và hy vọng là lần sau có kết quả, sẽ có kết quả tốt. Lần này thì xét nghiệm lần sau đến khám mới biết được kết quả mọi người ạ. Hy vọng là mẹ khỏe, quen khỏe, con khỏe. Và cố lên cả nhà ơi. Và bác sĩ khuyên rằng là nên điều khiển, nên có cái chế độ ăn uống hợp lý. Tại vì nếu mà quá là béo, nếu mà bé phát triển quá là nhanh thì sẽ không có tốt cho thai nhi. Và chỉ ăn ở cái mức bình thường thôi. Và nên điều độ tập thể dục này và ăn uống những cái đồ tốt cho sức khỏe và hạn chế ăn đồ ngọt. Và ngày hôm nay thì em đã khám xong và cảm thấy rất là vui. Thấy bé khỏe là vui rồi.
Và bây giờ sẽ về nhà nghỉ ngơi đây. Và ngày hôm nay rất là vui chia sẻ đến mọi người việc đi khám thai tại Hàn Quốc. Hy vọng mọi người ủng hộ và cổ vũ cho em rất là vui và nhận được sự động viên của mọi người nên là thấy có cái động lực hơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và like video giúp em nhé.